các bác đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio Minh Số. Hôm nay bên Zika Audio Minh Số có gì mới nhỉ? Vâng, hôm nay bên em sẽ giới thiệu với các bác một dòng sản phẩm thương hiệu Tanon xúc điện bát 30, vừa là bát 30 hầm này, vừa là bát 30 độ đất này, đây là đang xếp lần lượt 3 cục. Đây, cái thương hiệu Tanon này công nghệ Anh Quốc này nổi tiếng rất là lâu. Cách đây mấy chục năm đã rất là nổi tiếng rồi. Hiện tại bây giờ bên Sotica Audio Minh Số thì nhập về một lô xúc điện Tanon 380. Đây là ba mẫu hiện tại của Zika Audio Minh Số sẽ giới thiệu đến các bác. Đầu tiên cái đến là cái Tanon này, đây là bát hầm này. Bát hầm mặt trước bằng gỗ rất là chắc chắn này. Rất là chắc chắn. Cái Tanon dập đây đục hẳn một cái thương hiệu rất là đẹp. Đây là mã Tanon MS10 dòng tầm trung. Đây là một cái dòng Tanon bát 30 đôi đất gân chỉ đỏ. Đây cũng là MS10 nhưng đây là dòng cao cấp. Ở bên cạnh đây cũng là cái xúc Tanon được thiết kế một cái dáng hoàn toàn khác, đây là mã MS20. Đây thì có hai lỗ thông hơi phía trước, thì cái xúc Tanon đây thì bên em cũng đã giới thiệu một video chi tiết rồi ạ. Là cái xúc MS10 tầm trung này bên em cũng giới thiệu chi tiết rồi ạ, ở trong một video khác. Thì hôm nay bên em làm chính là cái Tanon cao cấp gia đình MS10. Đây là bên em đang đấu tín hiệu để bên em cho các bác giới thiệu đến các bác để các bác trải nghiệm một sản phẩm mới. Thì cũng được sơn sần chống xước rất là lì khỏe. Ở đây là cái logo Tanon này. Đây là bát đối đất nhá, cái bát ở dưới đấy ạ, đang hoạt động đấy ạ. Vâng, sau đây bên em sẽ bỏ hai cái xúc Tanon bên cạnh ra để bên em sẽ giới thiệu các bác chi tiết cái xúc Tanon ở giữa. Vâng, thì đây là cái giao diện phía trước của cái xúc điện Tanon 330 đối đất mã là MS10. Nhìn rất là nhỏ gọn nhưng đầy cực công lực phía bên trong. Thì nói chung tổng thể cũng được sơn sần màu đen này, rất là lì lợn, rất là gấu. Nó ẩn chứa trong mình một cái sức mạnh khủng khiếp. Thì đây là giao diện phía trước. Vâng, em sẽ lật cái súp này lên để giới thiệu các bác cái bát 30 đối đất phía dưới nhé. Vâng, thì đây là cái giao diện phía dưới cái bát 30 gân chỉ đỏ. Vâng, dưới gầm đấy ạ. Dưới gầm em vừa lật lên và được bảo vệ bởi 4 cái chân cao su rất là chắc chắn. Đây ạ. Vâng, dưới đây là cái bát này, gân chỉ đỏ này bằng gân cao su này, tinh khiết này, rất là dẻo dai. Càng dùng càng mềm, càng đánh càng thích. Để dồn bát rất là to đấy ạ. Nhìn cái bát cũng rất là khủng khiếp, rất là gấu. Này phải tầm hơn 30 cân đấy ạ, rất là nặng. Vâng, đây thì là giao diện phía sau đây này. Đây là logo Tanon này. Mã là MS10 này. Power Super Power này. Đấy. Công suất này là 250W. Chạy điện 220V. Vâng, cũng được thiết kế bởi hai lỗ thông hơi phía sau. Cũng như hai con mắt đấy ạ. Cũng, nhìn cũng rất là hâm hố. Phía giao diện phía sau đấy ạ.
Đây là bên em đang đấu trực tiếp từ đằng sau vang nhé. Súp điện này nó chỉ ăn công suất, vì thế mà mình có thể đấu từ đằng sau vang cũng được, vì là nó chạy nguồn riêng vậy ạ. Thì em giới thiệu chi tiết. Đầu tiên là cái nút nguồn này, công tắc mở này, đây công tắc mở đấy ạ. Rồi, còn đây là cái nguồn điện này. Phía dưới cái nguồn điện này có công tắc bảo vệ cầu chì này. Điện qua công suất nó tự ngắt này để bảo vệ thiết bị bên trong. Dưới này cánh tản nhiệt đây này, tản nhiệt. Thì đây là các cái công tắc cũng như các cái súp điện khác. Thì đây là volume to nhỏ của trầm này. Đây là súp điện đấy ạ, volume to nhỏ này. Đây, đấy, em đang chạy đấy. Còn đây là cái cắt tần số này, hay là cắt code này. Nó cho giải tần từ 50 đến 150Hz này. Đây là tín hiệu đầu vào này, line in này, bằng cổng rắc hoa sen này hoặc là AV này. Là cũng đây cũng là tín hiệu đầu vào này. Bằng cái cổng 2 level input bằng cái cầu đỏ đen này. Cứ một âm một dương là các bác đấu được từ đằng sau âm ly hoặc là từ đằng sau loa hoặc là từ đằng sau đẩy đều được hết. Đấy, cổng này rất là hay. Thì rất nhiều cách đấu. Các bác có cái thiết bị nào thì các bác đấu kiểu của thiết bị đó, ví dụ nó vang thì nó đấu bằng vang. Âm ly các bác đấu bằng âm ly, bằng cầu đỏ đen. Đấy. Đây cũng có đảo pha này, đồng kênh này. Thì bên em cũng đang đấu với cái đẩy hai kênh K950 và cái Vanker Zia TF6. Vâng, thì đây là em đấu từ sau vang nhé. Tất cả những cái Vanker hay vang số đều có một cổng tín hiệu súp phía đằng sau để hỗ trợ súp điện. Đây thì là cái có những cái súp mà có những cái vang có một cái rắc 6 ly ra hoa sen. Thì đây là cái súp TF6 này là Canon ra hoa sen, thì em đấu cái rắc ra hoa sen đấy. Sau đó em đưa xuống trầm, đưa xuống cái súp nhé. Đây cái dây này là em đưa xuống súp. Đây. Đưa xuống súp đấy ạ. Súp bằng cái cổng hoa sen hoặc là rắc AV đấy ạ. Đấy. Thì là súp mà chỉ có một bát thôi. Một bát, vì thế mà chúng ta có thể chỉ cần đấu một cổng hoa sen là cái bát của cái trầm Tannoy này đã chạy nhá, đã hoạt động. Rất là đơn giản đấy ạ. Chúng ta lại quay trở lại cái vang. Vâng, thì đằng sau vang nó có một cái cổng súp đây này, súp out này. Đây. Súp woofer out đây này. Đấy, thì các bác cắm tín hiệu súp đằng cổng sau của vang nhé. Ở bên cạnh cái cổng súp out đấy nó có một hai cái phím. Đó là cắt tần số và volume to nhỏ của cái tiếng bass mà nó đi ra. Đấy, thì các bác cắt hết tần số cho em nhé. Cắt hết tần số để nó chỉ lấy tần số thấp đấy ạ. Nó không lấy tần số cao, đây là tiếng bass, tiếng siêu trầm, nó chỉ lấy tiếng bass thấp thôi. Còn bên cạnh đây còn cái lúm volume này, volume của súp to nhỏ này. Đấy, đây là volume to nhỏ nhá. Thì nhiều người không biết hai cái phím này nó để làm gì. Đấy, thì là em giải thích cho các bác chi tiết. Vâng, sau đây em sẽ tắt thử trầm cho các bác trải nghiệm cái chất âm mà khi không có trầm nhá. Đây là em đang hỗ trợ bằng trầm súp điện Tannoy đấy ạ. Tắt đi này. Đấy. Chất âm rất là khác vì nó thiếu giải. Bây giờ em sẽ bật lên để các bác nghe, các bác phân biệt nhé. Đấy, tiếng rất là sâu. Vâng, thì cái nguyên tắc của trầm ấy hoặc là súp điện ấy, cái tiếng của nó là phải tròn, gọn, nó không bị kéo dài, nó không gây ù, nó không gây đau đầu khi chúng ta nghe. Vì là cái súp trên thị trường rất là nhiều các cái dòng rẻ tiền trôi nổi, thì cái tiếng trầm nó rất là khó chịu. Nó đôi khi là mình mua về mình trải nghiệm xong là mình bỏ đi luôn, rất là phí, rất là tiết tiền. Thì bên em có cung cấp những cái dòng trầm chất lượng, đặc biệt là cái tiếng trầm của nó các bác nghe xong các bác mê luôn, chứ không như các dòng khác. Đây, đặc điểm của trầm nó phải tiếng bass của nó phải thứ nhất là gọn, thứ hai là chắc, thứ ba nó phải là uy lực. Đấy mới là tiếng trầm chuẩn.
mà chúng ta phải phân biệt được. Đấy, nói chung là tai thì mỗi người mỗi khác, nghe mỗi người mỗi kiểu. Có người thích nghe nhạc vàng, có người thích nghe nhạc remix, nhạc bolero, nhạc trẻ hay nhạc gì đó. Rất là nhiều dòng nhạc để chúng ta cứ làm sao tìm được những cái sản phẩm trầm thích hợp nhất. Đặc biệt cái dòng Tannoy này có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke rất là chuẩn, rất là tốt. Theo bên GK Audio đánh giá thì cái trầm Tannoy này thật sự là phải đạt chuẩn luôn, không còn gì để phải nói luôn, không gì phải bàn với chất lượng. Đây là súp cao cấp gia đình. Vâng, em là một đoạn DJ cho các bác và em trải nghiệm nhé. Tắt đi đấy, bật chậm như các bác nhé, khác nhau hoàn toàn luôn. Chưa trầm được phát ra từ cái súp Tannoy này, thật sự là bên em rất cao luôn. Thanh Tố cảm thấy nó đầy sức sống, trẻ ra mấy tuổi lúc nào cũng nhộn nhịp, cảm thấy là cuộc đời lúc nào cũng thấy yêu đời hơn. Mặt hàng các bác nhé, các bác thầu chọn lựa cho mình một bộ loa, một bộ vang đẩy hay là một cái súp điện, rất là nhiều. Còn bác nào chưa đăng ký kênh GK Audio Thanh Tố, các bác hãy đăng ký nhé, để bên em luôn luôn cập nhật những sản phẩm mới, những công nghệ mới về để các bác trải nghiệm, các bác đánh giá và các bác đặt hàng mua về gia đình mình sử dụng. Bác đặt hàng online cũng có thể gọi điện trực tiếp cho bên GK Audio Minh Số, hoặc các bác để lại số điện thoại thì bên GK Minh Số sẽ gọi điện lại trực tiếp cho các bác để tư vấn nhé. Vâng, hôm nay bên em giới thiệu một cái súp Tannoy MS10 dòng cao cấp gia đình. Thì sau đây em xin phép dừng quay ở đây nhé. Sau cùng em chúc các bác trên mặt miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào các clip sau.